Chào mừng các bạn đã đến với Soi Phim, nơi chúng mình chia sẻ những sự thật và chi tiết thú vị trong các tác phẩm điện ảnh mà có lẽ chính bạn cũng không biết. Mở bát cho video hôm nay là bộ phim The Menu. Các món ăn trong bộ phim này rất là độc lạ và bạn sẽ muốn được thử xem chúng có vị thế nào. Ví dụ như món s'mores chẳng hạn. Nhưng mà các bạn không cần phải tưởng tượng đâu, vì s'mores thực chất được lấy cảm hứng từ món tráng miệng của nhà hàng 3 sao Michelin Alinea. Ở nhà hàng này, sô-cô-la và bánh kẹo sẽ được vẽ trực tiếp trên bàn như một bức tranh trông rất đẹp mắt. Nếu muốn, các bạn có thể đến Chicago để tận hưởng. Hoặc một cách khác là bạn có thể donate cho bộ não để mình đích thân đến Mỹ và review cho các bạn. Nhân tiện thì trong phim, vị bếp trưởng tạo ra món s'mores tuyệt vời này có tên là Slowick. Và có một phân cảnh, ông đã gọi nhân vật Richard là một con lừa. It wasn't caught, you donkey. Nói liên hệ tới câu xỉ vả nổi tiếng của bếp trưởng Gordon Ramsay. Yeah, our cooking like donkeys. Come on, Donkey's Kitchen. Should we change the fucking logo? Dù các món ăn được trình bày đẹp mắt và ngon miệng là vậy, nhưng thực ra chúng chỉ là đồ giả và hoàn toàn không ăn được. Món duy nhất có thể bỏ vào miệng là chiếc bánh mì kẹp thịt mà Anya Taylor-Joy đã ăn ở cuối phim. Với các diễn viên thì đây mới là món ngon nhất. Lúc thực hiện cảnh quay này, mọi người đều đã rất đói. Và khi được nhìn Anya ăn bánh mì kẹp thịt vốn đã rất mọng nước thì họ lại càng thèm hơn. Đến nỗi diễn viên John Leguizamo đã phải đặt bánh và khoai tây chiên cho toàn bộ diễn viên. Là một bộ phim về đề tài bếp núc thì các diễn viên ngoài chuyên môn diễn xuất ra cũng cần phải có khả năng nấu ăn từ khá trở lên. Và điều đó đã mở ra nhiều cánh cửa cơ hội. Như trường hợp của nữ diễn viên Hồng Châu chẳng hạn, cô làm việc rất chăm chỉ và có kỹ thuật rất tốt. Đến nỗi mà chuyên gia tư vấn ẩm thực và chủ nhà hàng Dominic Crane đã phải ngỏ lời mời cô làm việc tại một trong những nhà hàng của mình. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng tích cực sáng sủa như vậy. Phải nhớ rằng The Menu vẫn là một bộ phim về ẩm thực pha lẫn kinh dị. Những cảnh máu me mà chúng ta thấy trên màn ảnh là phiên bản gọn nhẹ hơn rất nhiều so với kịch bản gốc. Ban đầu chúng ta còn có cảnh các thực khách nam phải ăn trong bát cho chó và trần chuồng từ thắt lưng trở xuống. Phân đoạn này rất tiếc đã bị loại bỏ vì nó quá giống với các cảnh trong bộ phim Salo của Pier Paolo Pasolini, khét tiếng với sự bạo lực, máu me và kinh tởm không ai dám so kèo. Nó cũng được xếp vào danh sách những bộ phim mà không nên search trên mạng, cho nên là các bạn cố gắng đừng để trí tò mò làm chủ hành động. The Menu không phải là phim duy nhất bị cắt bỏ những cảnh bạo lực. Một trường hợp tương tự cũng xảy ra trong Avengers Endgame. Anh em đạo diễn Russo đã từng nghĩ đến việc để cho Thanos thảm sát toàn bộ đội Avengers ở một dòng thời gian khác và chặt đầu Captain America. Sau đó sẽ cầm cái đầu đó về để dọa các Avengers ở dòng thời gian gốc. Tuy nhiên ý tưởng này bị xem là quá bạo lực và cuối cùng đã bị loại bỏ, tất cả là tại Disney. Marvels cũng đã gặp phải vấn đề tương tự với cảnh Phil Coulson trong The Avengers năm 2012. Ban đầu phân cảnh này sẽ máu me hơn tí khi một con dao hay thanh gươm gì đấy mà Loki cầm sẽ đâm xuyên hẳn qua người Coulson luôn. Người xem sẽ nhìn thấy cái lưỡi gươm hẳn hoi ấy. Cơ mà cảnh đấy khiến cho Avengers bị kiểm định ở mức R. Khán giả dưới 17 tuổi sẽ phải có sự giám sát, cho nên là lưỡi gươm thò ra ở ngực Coulson phải bị xóa bỏ. Và phim lại được kiểm định ở mức PG-13, đúng như kế hoạch dự kiến. Còn những thứ mà không có trong dự kiến thì hầu hết sẽ liên quan đến người sắt của chúng ta. Diễn viên thủ vai vị tỷ phú này, Robert Downey Jr. có tinh thần ăn uống rất cao. Anh giấu đồ ăn nhẹ của mình khắp trường quay. Trong phim, những cảnh nào mà anh đang cầm đồ uống hay miệng nhai gì đấy đều không có trong kịch bản, và đạo diễn cũng kệ luôn. Thậm chí câu thoại này cũng là anh tự biên tự diễn. Thì có thực mới vực được đạo, dù sao họ cũng đang cố giải cứu thế giới mà. Và với Robert thì cứ đơn giản mà sống, thích gì làm nấy. Cho nên có hôm vào giờ ăn trưa, anh đã mời một ban nhạc đến để cho bữa ăn thêm sinh động. Phim trường của Avengers Endgame sôi động bao nhiêu thì phim trường của bố già lại càng đen tối và âm u bấy nhiêu. Người quay phim Gordon Willis đã có cho mình một biệt danh hoành tráng là Hoàng tử bóng đêm, vì những cảnh quay của ông đều như là tiền đồ của chị dậu vậy. Chỗ nào cũng tối, diễn viên có khi còn không nhìn thấy nhau luôn. Đến cả giám đốc điều hành của Paramount Pictures còn phàn nàn là các cảnh phim tối om thế này thì khán giả sao mà xem được. Nhưng mà họ lại được Gordon thuyết phục rằng bóng tối sẽ nhấn mạnh sự mờ ám của gia đình Corleone. Dụng ý nghệ thuật cả đấy.
Các giám đốc nghe xong thì cũng xuôi xuôi, xong không ai ý kiến gì nữa. Đã cố để nhấn mạnh vào sự mờ ám của nhà Corleone như thế, thì rõ ràng người đứng đầu gia đình lại càng phải có vẻ ngoài thật uy quyền và đáng sợ. Diễn viên Marlon Brando muốn nhân vật Vito Corleone của mình phải trông giống như một con chó bùn. Vì vậy, ông đã nhét bông gòn vào má khi đến buổi thử vai. Khi đến quay phim thì không thể cứ ngậm gòn được mãi, cho nên ông đã ngậm một cái banh miệng, loại dụng cụ thường được dùng bởi nha sĩ. Vậy nên khi xem phim, bạn sẽ có cảm giác như miệng ông cứ đang ngậm một cái gì đấy. Tại vì đúng là thế thật. Hiện tại thì cái banh miệng này đang được trưng bày tại Bảo tàng Hình ảnh động Hoa Kỳ ở Queens, New York. Để có thể phác họa một gia đình mafia chân thật nhất, đạo diễn Francis Ford Coppola thỉnh thoảng sẽ tổ chức một buổi diễn tập đột xuất cho các dàn diễn viên chính. Họ không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần ngồi xuống với nhau và cùng ăn một bữa ăn. Nhưng với tư cách là một người nhà Corleone, họ không được phép phá vỡ hình tượng nhân vật, dù chỉ là trong hành động nhỏ nhất như là phép tắc ăn uống. Nói thẳng ra thì đây là method acting, nhưng mà rất nhẹ nhàng, chứ không cực đoan như một số người khác. Dù vậy, có một diễn viên trong Bố Già mà không cần phải diễn tập một chút nào cả. Đó là chú mèo mà Vito Corleone vuốt ve ở cảnh đầu tiên của phim. Nó thực ra là một con mèo hoang, và đạo diễn Francis đã tìm thấy nó trong bãi đỗ xe của Paramount Pictures. Ông ngay lập tức nghĩ đến việc thuê con mèo làm diễn viên luôn cho Bố Già vuốt ve, đại diện cho việc mặc dù Vito trông thì rất ấm áp nhưng lại ẩn giấu một bộ móng vuốt sắc nhọn. Nhân tiện nói về method acting, một diễn viên nổi tiếng với cách làm này là Jared Leto. Anh đã đẩy cách thức này đến đỉnh điểm khi mà mất 45 phút để đi vệ sinh trong quá trình quay bộ phim Mobius. Nhân vật mà Jared đóng, bác sĩ Michael Mobius, là một người bị tật, cho nên trong suốt cả phim, kể cả lúc không quay, anh cũng đi như một người què vậy. Thậm chí là còn dùng nạng để di chuyển xung quanh, dẫn đến việc mỗi khi đi vệ sinh, kể cả khi không ai nhìn thấy, thì Jared vẫn là Mobius và cứ từng bước một đi về phía nhà vệ sinh. Toàn bộ quá trình từ lúc anh đi cho đến lúc quay lại là gần một tiếng, đến mức mà đội ngũ làm phim còn phải cho anh một cái xe lăn kiểu anh có thể què nhưng mà đi tè thì đi nhanh cho tôi. À, và có một cái mình khá cấn là ở trailer của Mobius ấy, có phân cảnh hiện bức graffiti hình Spider-Man với dòng chữ kẻ giết người. Nhưng mà sau khi phim ra mắt thì cảnh quay đó không hề tồn tại. Đạo diễn Daniel Espinosa về sau đã tiết lộ rằng anh không phải là người phụ trách cái trailer đấy. Đó hoàn toàn là do Sony làm. Phần nào thể hiện rằng Sony đang muốn bù phêm sự thành công của Spider-Man No Way Home trước đó. Rác từ trailer cho đến phim luôn. Thay vào đó, hãy chuyển sang một bộ phim chất lượng hơn, Nope chẳng hạn. Trong phim có một phân cảnh mà nhà làm phim Andler Horst nói với Emerald rằng giấc mơ mà cô đang theo đuổi, giấc mơ mà cô lên được đỉnh núi, mọi ánh mắt đều hướng về cô, đó là giấc mơ mà cô không bao giờ tỉnh dậy. Câu thoại này foreshadow cho cái chết của ông khi mà ông ở trên đỉnh núi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ổng, rồi ổng bị sinh vật kia nuốt chửng. Ở cảnh sau đó, chúng ta thấy nhân vật Emerald Haywood thực hiện cú trượt trên một chiếc mô tô, liên hệ tới cú trượt mang tính biểu tượng của bộ phim Akira. Đạo diễn Jordan Peele đã từng chia sẻ rằng Akira là một trong những bộ phim yêu thích nhất của anh ấy, và thực ra là đã từng được đề nghị làm đạo diễn cho bản live action của Akira, nhưng Jordan đã từ chối và giờ thì cũng chẳng thấy cái dự án đấy đâu nữa. Cảnh drift xe máy không phải là easter egg duy nhất liên hệ đến bộ phim Akira. Cảnh những vị khách tham quan bị nghiền nát bên trong sinh vật cũng liên hệ đến cái chết rất bạo lực của Kaori. Ngoài việc được thưởng thức các cảnh quay đầy mãn nhãn ra, thì khán giả còn được báo trước khi nào bộ phim kết thúc. Có một cảnh nhân vật Ricky do diễn viên Steven Yeun đóng đã tuyên bố rằng một giờ sau, bạn sẽ rời khỏi đây, biết rằng mình đã chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng. Và đúng một tiếng sau thì phim hết và phần credit bắt đầu chạy. Chiều khán giả như thế thì không phải phim nào cũng làm được đâu. Và đó cũng là sự thật cuối cùng cho số soi phim ngày hôm nay. Nếu các bạn thích nội dung của chúng mình thì hãy nhớ like video và subscribe cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.